Thưa quý vị, hôm nay cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước, gần 6.400 thí sinh của Bạc Liêu sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Tất cả đã sẵn sàng vượt vũ môn với tâm thế vững vàng bình tĩnh nhất. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bạc Liêu có 16 điểm thi với 6.382 thí sinh đăng ký dự thi, giảm 52 thí sinh so với kỳ thi năm 2022. Trong đó có 5.699 thí sinh hệ giáo dục phổ thông, 285 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và 398 thí sinh tự do được bố trí thi tại 277 phòng thi chính thức. Tổng số cán bộ nhân viên được huy động làm nhiệm vụ tại 16 điểm thi là 1.149 người, trong đó lãnh đạo điểm thi là 56 người, thư ký 57 người, cán bộ giám thị là 629 người, cán bộ giám sát là 146 người. Tổng số lực lượng đảm bảo an toàn cho kỳ thi là 261 người, trong đó lực lượng công an có 192 người, y tế 16 người, trật tự viên 20 người, phục vụ 33 người. Kỳ thi quy mô lớn nhất của Việt Nam năm nay được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6, trong đó ngày hôm qua 27 tháng 6 thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 28 và 29 tháng 6 là ngày thi chính thức và ngày 30 tháng 6 là ngày dự phòng. Thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cho biết, trong số hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi năm nay có hơn 37.000 thí sinh tự do, chiếm 3,69% tổng số thí sinh. Thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là hơn 47.000 em, chiếm 4,66%. Thí sinh chỉ xét tuyển sinh đại học hơn 34.000 em, chiếm 3,33%. Thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa tuyển sinh hơn 943.000 em, chiếm tỷ lệ 92,91%.